Đức Vũ Bất Động Sản Hòa Lợi. Xin kính chào anh chị và các bạn đang xem. Thì trước mặt anh chị đây là một khu đất gồm 9 lô. Phía sau là khu nhà ở, khu nhà trọ dành cho người lao động. Còn hướng bắc đây là khu nhà ở BKMX Hòa Lợi. Cũng như là một cụm khu dân cư, trung tâm mua bán tại Hòa Lợi. Cũng có rất nhiều loại hình các anh chị và các bạn, như là buôn bán vàng, chợ, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, buôn bán các đồ gia dụng, đồ điện tử để tập trung ở đây. Phía sau hướng đông là cụm khu công nghiệp V-Ship 2. Thì anh chị và các bạn đi qua con đường Lê Lợi là đến cách đây khoảng 4 đến 50 mét. Thì cái khu đất trống này trong tương lai thì bên BKMX sẽ đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ở đây. Phía xa xa ở ngay cái chiếc xe lưu là ngôi trường mầm non. Phía sau là cụm khu dân cư, cụm nhà máy, khu công nghiệp, nhà ở xã hội mà bên em đang bán. Thì anh chị nào có quan tâm thì liên hệ đến số điện thoại cho em. Số điện thoại của em là 0335 339 724 để được tư vấn kỹ hơn. Thì cái mức giá dao động ở đây là từ 35 cho đến 45 triệu một mét vuông. Thì anh chị nào thật sự có quan tâm thì gọi cho em. Cảm ơn anh chị đã xem. Chào anh chị ạ.